Xin kính chào quý vị khán giả của đài ABTV 21.12. Kim Phượng, Thanh Thanh, Thạch Thảo. Xin chào tái ngộ cùng quý vị với một cái chương trình mới, đó là chương trình Sắc Màu Cuộc Sống. Và với chương trình Sắc Màu Cuộc Sống, hy vọng là quý vị sẽ đón nhận như là món ăn tinh thần mới để mà đem đến cho tất cả quý vị trong một cái thời gian hiện tại bây giờ. Đa số chúng ta sẽ ở nhà rất là nhiều để xem truyền hình, xem tivi, cập nhật những tin tức mới. Và đương nhiên là nếu mà nói mới thì cũng không mới, mà cũ là không bao giờ cũ, là tại vì mỗi hàng ngày chúng ta đều thấy trên tất cả các đài báo đều nói về cái dịch Covid. Đó, thì bây giờ tiếp tục với cái chương trình cũng trước, là trong cái chủ đề Covid như là kỳ trước nữa, nhưng mà đi về một cái hướng khá một chút xíu sâu hơn một chút. Đúng không chị Thạch Thảo? Đúng rồi. Và kính thưa quý khán giả, thì ngày hôm nay theo cập nhật thông tin thì về Covid được phải gọi là Hoa Kỳ đứng hàng thứ nhất. Đóng giống như là rất America là A&A, là ở đầu cũng như cuối, lúc nào cũng dẫn bảng đầu tiên. Thì với con số là hơn 4 triệu người bị nhiễm Covid và 150.000 người đã cán mốc tử vong. Đây là một con số rất là buồn, nhưng mà thật sự cũng chưa chắc đó là con số thật. Nói chung là con số vẫn còn đang trong vòng kiểm chứng. Vấn, kiểm chứng. Kiểm chứng. Dạ, thì vâng, thôi thì bây giờ trước mắt mình cứ dựa vào những con số chính đó xác. Để mình là giống như hư hư ảo ảo hết quý vị. Đúng rồi. Hư hư ảo ảo hết. Tại vì trong sắp sửa là cái bầu cử rồi những cái chuyện chính trị mà mình đây mình không dám đề cập tới. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là giờ cái gì mình cũng hư hư ảo ảo hết. Giờ mình chỉ lo tập trung về mình đi. Giờ cẩn thận trong cuộc sống, giờ ở nói về Covid thì mình phải làm những cái gì để mà mình ngăn ngừa, để mà mình ngăn chặn mình đừng có bị bệnh và đừng có đem bệnh nó về lây lan cho gia đình. Nói chung là an toàn và giữ gìn vệ sinh, đó là cái điều cần thiết nhất, không phải là chỉ trong mùa dịch mà thôi. Đúng mà rồi. Trong xưa nãy giờ cuộc sống chúng ta lúc nào cũng phải giữ gìn vệ sinh cho cá nhân và cho những mọi thứ xung quanh chúng ta. Thì nếu mà mình nói là trong cái mùa dịch này, đa số là mỗi gia đình chúng ta ai cũng đều phải lo toan cho cuộc sống. Thứ nhất là mình phải vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục tiến tới là mình phải đi làm, mình cũng phải kiếm tiền. Và kiếm được tiền thì mình phải đi ăn. Ăn thì bây giờ mình phải nói tới đi chợ. Tại vì nếu mà nói mà đi ra ngoài ăn uống thì có lẽ là rất là nhiều người đã giảm cái con số không đi ra ngoài ăn nhiều nữa. Bởi vì ai cũng lo sợ. Thì bây giờ nếu mà mình nói về đi chợ đi. Đó, đúng không? Rồi. Mình mở hàng bằng đi bộ, đi chợ trước đi. Rồi bắt đầu đi bộ rồi đi shopping rồi đó. Theo thứ tự đi. Bây giờ để có cái gì thú vị hơn. Đi chợ đi, giao cho Thanh Thanh đi. Giao cho Thanh Thanh trước. Rõ ràng là quý vị thấy là cái chương trình tiết mục này chủ yếu và ba cô phụ nữ ngồi ở trên đây là nói về đi chợ cũng như là đi shopping thôi đó. Thì giờ mình nói là đi chợ. Thanh Thanh thấy mà có một số quý vị là như vậy nè. Không biết là ý kiến của hai chị như thế nào, là có quá kỹ hay không? Là có một số người họ đi chợ, khi đi chợ thì cũng đeo găng tay, rồi cũng đeo khẩu trang. Về tới nhà thì tất cả những cái hàng hóa mà mình mua về đều lấy chùi rồi lau rồi. Nói chung là trước khi bỏ vô lại trong cái tủ, cái pantry của mình. Thì không biết là quý vị cảm thấy là cái đó nó hơi bị quá không? Theo hai chị nghĩ sao, cho em ý kiến đi. Thật sự thì mình thấy nó hơi quá đáng. Đúng bởi không? Vì nếu mà nói về mặt y khoa, mình cũng có thể lay ngay trên cái không khí, chứ không phải đợi mình bịt hoặc mình đeo găng tay. Thì vẫn có những cái khoảng cách mình tháo xuống thì là không khí ở trong môi trường cũng đúng có rồi. Thể bị lây nhiễm. Thì cái đó là có thể là về mặt tâm lý thôi. Đúng rồi. Chứ còn mà nói ngăn ngừa thì không gọi là... Dạng như em nghĩ là mình nói một câu như hơi bị ám ảnh nặng. Bị ám ảnh. Đúng không? Đúng rồi. Người ta đang gieo vào cái nỗi sợ hãi với những cái truyền thông nó không thật lắm. Thực tế là như vậy. Ngay chị vậy, chị cũng có đi khảo sát một số bệnh viện, một số trung tâm y tế. Thật sự parking rất là vắng. Không đúng có người test. Bộ và ngay trong cái bệnh viện mình cũng quen rất nhiều các bác sĩ, nhân viên trong cái thời kỳ mà Thạch Thảo đi tặng thức ăn miễn phí, tặng các thức ăn cho các nhân viên, thì họ nói là phòng trống con rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà đôi lúc có những cái vấn đề liên quan về vấn đề cá nhân hay là ảnh hưởng tới nghề nghiệp, họ không thể dám nói sự thật. Đúng nhưng rồi. Mà họ cũng nói mấp mé cho mình biết. Mà thực sự chính mắt mình thấy những hành lang phòng trống rất là nhiều. Cho nên mình không biết những cái con số nó là từ đâu ra. Thạch Thảo giờ này cũng
đang đặt nhiều cái question thì thôi, nhiều trước mắt cũng không bị hù động. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên đừng có sợ quá để rồi cuối cùng cuộc sống chúng ta nằm trong cái nỗi ám ảnh bi quan rồi đúng nó rồi. Dễ dẫn tới vấn đề depressed phải không? Rồi ảnh hưởng tâm lý, rồi gia đình con cái gì nó không có hạnh phúc, đúng có rồi. Thể có dẫn tới bạo hành luôn tại vì bực bội quá rồi gây gỗ chính nhau. Xa. Thì cái điều nhất đó mấy đứa nhỏ mà tối ngày ta bắt nó bịch hoài tội nghiệp nhà. Mình đi có một vài tiếng mình đã khó chịu cũng gì mà nguyên ngày như vậy. Chị Phượng thấy sao? Chị có đi chợ búa không vậy? Thấy có vẻ giống như là chị có vẻ giống như chị muốn nhảy qua đề tài shopping rồi. Chắc có shopping mà không có đi nghi chợ quá nói đi. Hình như là tại vì em biết chị coi như là gần như là cả ngày chở trên đài rồi thì từ giờ đại gian đâu mà đi chợ nữa. Nhưng mà theo Kim Phượng thấy như thế này, bây giờ theo đưa lên những cái người coi như là đã bị Covid rồi hết bệnh thì họ nói lại là họ cái cách họ như thế nào để mà họ được chữa được, cũng như người chồng chăm sóc người vợ như thế nào mà khỏi bị, thì nói chung quay lại cũng cái lỗ mũi, đúng rồi, cái miệng xúc tai chân là thế thôi. Đó, thành ra bây giờ đi shopping hay gì bây giờ chị thấy có cũng shopping nó cũng bớt nhiều thì ai cũng nói sợ chung, là nó giới hạn đi cái niềm vui khi mình đi shopping có dưới hình thức đó là mình relax. Mà bây giờ tưởng tượng đi mình đi vào từng cửa hàng phải có giới hạn khoảng 10 người tới 15 người mới được vào. Tất cả các khách hàng phải đứng xếp hàng bên ngoài, đúng chưa rồi. Kể phải đeo mask phải đúng không rồi. Phải giữ khoảng cách, tự nhiên mình cảm thấy mình bị mất cái niềm vui rất mất, là nhiều mất, đúng không rồi đi, rồi tất cả mà. Những cái ghế đều phải có cái khoảng cách, khi chị ngồi bên cạnh Thảo ngồi bên cạnh là phải có cái khoảng cách, có những cái thép để những ngăn ngừa hoặc là có những cái dấu hiệu như là xấu hít người trước người sau thì đôi lúc họ có nhiều người họ cũng không khe, họ vẫn đi tỉnh thôi, nhưng mà mình cảm thấy nó vẫn có một cái giới hạn, một cái quy luật mơ hồ nào đó làm cho cái niềm vui hoặc là để mà relax thì không có trong những cái trở lại cái shopping một chút xíu. Tại vì Thanh Thanh thú thực với quý vị là trong cái thời này đó là Thanh Thanh lợi dụng cơ hội để đi shopping là bởi vì on sale phải không? Trời ơi rất là rẻ quý vị, một cái đầm nói chia sẻ với quý vị rồi quý vị canh me, tức là một cái đầm á bình thường nó 200 mấy, bây giờ chỉ còn 19.99, 19.97, tức là nó bớt hơn cả 80-90% nữa nếu mà quý vị có khả năng. Giờ này thì cái con số người ta không đi làm, không có thu nhập, thì cho nên là dù có sale dù một đồng hai đồng người ta cũng tiết kiệm, nhưng mà những người mà có khả năng á có thể là mua để đầu cơ tích trữ đó, chẳng hạn như Thanh Thanh mua đầu cơ để mình để dành khi mà trở lại mọi việc bình thường, mình có quần áo mới để mình đi hát những cái show, mình có quần áo mới để mà mặc ra mắt với khán giả, quý vị có những cái mới mẻ hơn. Hát show gì? Bây giờ nói tới show đi, sẵn bây giờ đi hát show chỉ hát nữ trên đài thôi chứ gì hát show đâu, đúng không? Nhưng mà nói về làm đẹp đi shopping thì mình cũng phải ngã qua vấn đề đi làm nail. Mà mình thấy ở trên cái Facebook trên mạng là ở bên Cali có những cái nail gì mà nó đưa ra ngoài lều làm ở ngoài. Cái đà điếu là đó. Mình thấy không biết trả lời em thắc mắc. Đúng. Thứ nhất nói về mình đã tìm hiểu và gọi là phỏng vấn online một số người, họ có chia sẻ hoặc là bức xúc vô cùng. Chờ quý vị biết rằng là khi mình làm đẹp mình phải đi vào tiệm với mục đích là để mình relax sau một ngày mệt mỏi. Và bây giờ mình phải đi ra ở bên ngoài. Bên trời ngoài và trời Cali thì giờ rất là nóng tới 100 mấy miệng chục độ. Phải đeo khẩu trang. Miệng đeo khẩu trang thì làm sao mà đẹp mà cảm thấy được cái feeling, có được cái feeling về vấn đề sức khỏe. Chưa kể thời tiết, chemical nó cũng ảnh hưởng. Rồi ví dụ như Thanh Thanh muốn làm đẹp da làm sao, chả lẽ nằm ngoài trời. Rồi sao kẻ đi qua người đi về, rồi ngay cái building người ta cũng không cảm thấy thoải mái. Tự nhiên cái ngành thẩm mỹ nó đi trước quốc hết, thì có phải chăng là cái ông thống đốc đó ông có hơi chế ép người Việt không? Tại vì đa số người Việt đều có thân nhân, ít nhiều phải có bà con gia đình ruột thịt hoặc là bạn bè gần xa là nằm trong ngành thẩm mỹ, thì đây là một nỗi bức xúc rất là lớn. Đó là cái nếu mà chúng ta không lên tiếng thì mình phải chịu thiệt thôi. Thì mình sẽ bị lép tiếng. Đúng bởi rồi. Vậy tức là cần phải, nếu mà quý vị cảm thấy mình lên tiếng, tức là mình có tự do ngôn luận, mình thì có ba tự tụi mình lên tiếng dùm đây. Thì cái đó là chúng ta rất là may mắn là chúng ta ở Texas thì chúng ta không ngôn gặp trường hợp đúng đó. Rồi. Bây giờ làm tại nail thống là là theo đảng Cộng Hòa. Đúng không? Còn vấn đề cắt tóc nè. Đó. Phần nhiều các ông cắt tóc ở đâu? Tiệm bây giờ mở ra thì không được. Thành ra mấy ông mà thợ cắt tóc thì cứ hẹn 4-5 người lại nhà cắt một lần. Nhiều người cũng ngại cái sự va chạm thế này nọ. Thì thế là ở nhà mấy bà cứ đè mấy ông xuống
sởn tóc. Nhưng mà đâu có đẹp đâu, không bằng cái chuyện đẹp không đẹp được. Mình đẹp. Em không mới hỏi Thanh Thanh nha. Nghĩ tại sao Thanh mà đẹp. Đã từng làm cái chuyện đó. Nghĩ sao mà đẹp, lôi đầu ông chồng ra, cạo lá hồi nó lõm chỗ này, lõm nó chỗ cao kia. Cao bên này, nó thấp bên kia. Mực quá, nó bị cạo cho rồi là bằng phẳng như là cái sân bay vậy thôi là xong. Với lại bây giờ cắt đẹp để làm gì? Có đi ra đường đâu, có thấy ai đâu. Ra đường cũng đội cái nón. Còn không mà đeo khẩu trang, nó chẳng ai biết ai ra. Đúng rồi, chẳng gì. Giống như là chị nè, ví dụ lâu quá mà anh chị em họ không gặp nhau. Dạ. Nói trời ơi, tụi em có đồ ăn nhiều, anh chị xuống đi. Coi như là cứ ở ngoài xe tụi em đem đồ ăn ra cho khỏi cần vô. Mà ổng nói anh chị giờ ghê lắm, hỏi sao vậy? Tại vì râu ra không thèm cạo, tóc gắn hết không thèm nhuộm. Thiệt, xuống xe biểu mở mask ra coi chút, mở ra nhìn không hỡi ơi luôn. Đúng vậy. Coi như là nhan sắc. Thật sự bây giờ mùa này đi đâu ai đeo mask, cuối cùng mình cũng không còn mặn mà để làm đẹp. Mình còn may mắn thật được ngồi vậy, đây mình được có đưa như mình đẹp để mình có cái tự tin vào mình. Nhưng mà chị tạo cơ hội cho chị em phụ nữ chúng em bị làm biếng là không make up nữa. Tại vì đúng đeo rồi. Cái khẩu trang vô make up làm người nữa. Thì như vậy đó, nó sẽ liên lụy qua tới những cái chỗ mà họ bán mỹ phẩm, nó không bán không được. Tức là nó có một cái chuỗi dây chuyền, nó ngưng cái Covid này một cái rồi. Là bao nhiêu thứ quý vị mới thấy là có nhiều tiệm. Thật sự nhiều cửa. Người họ nói là họ không quan tâm chính trị, nhưng quý vị biết đó là chính trị. Chính trị, dạ. Khi người ta làm cho một cái xã hội bị hoảng loạn, sợ hãi trong, gọi là mình rơi vào cái trạng thái sợ hãi, tất cả các ngành nghề đều bị tê liệt, đi ăn thì sợ bị lây, nói chuyện thì cũng sợ gần gũi không hợp mặt, thì tất cả các ngành nghề mua sắm bị đứng hết, thì nó là một hệ lụy dây chuyền và làm nó cho là kinh tế rớt xuống, kinh tế rớt xuống. Và rất là thương, mình có khảo sát một số người doanh nghiệp lớn nhỏ đều bị phá sản, tại vì họ không đủ sức để mà handle những cái chi phí tiền rent, tiền bảo hiểm, tiền chi phí nhân viên thì thôi chi bằng bỏ của chạy lấy người. Đó cái thực tế rất là buồn. Thì là ai chịu trách nhiệm cho vấn đề đó? Mặc dù nói là chúng ta không liên quan tới chính trị, nhưng đó là chính trị mà ngày hôm nay có một số người phải chịu hậu quả mà họ không biết hậu quả từ đâu, bởi vì chúng ta lại im lặng. Đúng thì rồi. Tại sao mình không tận dụng mình đang được sống trên đất nước tự do mình hãy nói giống như là người bị họ nói, khi em bé muốn vòi sữa thì phải khóc lên thì cha mẹ mới biết nhu cầu đứa con, còn không mình im lặng có nghĩa là mình đã đồng ý hoặc là mình thỏa hiệp, thì cuối cùng cái sự thiệt hại là chúng ta. Chính còn xác. Những người vì quyền lực hay vì bóng tối thì họ sử dụng như một cái banh thôi. Cho nên em muốn nói ở đây đó là khi chúng ta cần lên tiếng thì chúng ta phải lên tiếng. Mình lên tiếng đúng người, mình mọi người sẽ lắng nghe. Khoan, giờ như vậy thôi. Mình quảng cáo một chút rồi mình bắt đầu lên tiếng lại nha. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi quay lại ngay sau một vài thông tin quảng cáo của đài.